Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, thứ năm, ngày 10 tháng 10 năm 2024, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Vấn đề đầu tiên chúng tôi tới với quý vị, đó là các thông tin về vấn đề ông Tô Lâm được giới phân tích quốc tế cho rằng là một người thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và thích hưởng thụ. Dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho thấy dự án của tập đoàn Trump Organization do ông Eric Trump, người con trai thứ ba của cựu tổng thống Donald Trump làm đại diện, có sự góp mặt của gia đình ông Tô Lâm. Và điều gì đang xảy ra khi đệ tử của cựu chủ tịch nước nước tư sang về đầu quân cho cựu thủ tướng Ba Dũng mà thực chất là núp bóng để kinh doanh cho tỉnh Hưng Yên? Phải chăng tàn quân của Tư Sang ông Đặng Thành Tâm nay đã quay xe về đầu quân cho cựu thủ tướng Ba Dung thông qua đàn em là tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Nội dung thứ hai là các thông tin về vấn đề vì sao tổng bí thư Tô Lâm dám thách thức ban lãnh đạo Bắc Kinh. Đây là điều được cho là gió ngược ở Biển Đông. Như quý vị đã biết, bàn cờ chính trị Biển Đông đang nóng lên từng ngày khi bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng kể từ khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí lãnh đạo tối cao kiêm nhiệm cả hai trọng trách Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Và thưa quý vị, vẫn liên quan đến mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, chúng tôi tới với quý vị các thông tin về vấn đề. Vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ nghi ngại và không dám đầu tư vào Việt Nam? Điều đó liên quan gì đến việc giới chức lãnh đạo và các công ty nhà nước Việt Nam đang mở cửa cho một công ty non trẻ của Trung Quốc nhận thầu gói lắp đặt 10 tuyến cáp biển quan trọng? trong khi Mỹ đang thúc giục Việt Nam tránh xa công ty Hachiman Technologies, công ty lắp đặt cáp của Trung Quốc, trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp dưới biển mới, từ nay đến năm 2030. Về nội dung dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, chắc chắn đang có bàn tay của Trung Quốc. Tại sao vấn đề dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lại nóng vào lúc này? Và tại sao Đảng và chính quyền vẫn quyết tâm bám lấy cái ảo tưởng xây đường sắt cao tốc Bắc Nam? Theo giới quan sát thấy rằng, Đằng sau những chủ trương và động thái hấp tấp của nhà đương cuộc Hà Nội là bàn tay thúc đẩy của Trung Quốc sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Và như thường lệ chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, một doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam cung cấp các khóa học tự do và khai phóng phải giải thể sau một năm hoạt động. Cơ quan an ninh nhiều tỉnh thành liên tục triệu tập làm việc với hơn 50 học viên và cộng tác viên. Ông Nguyễn Hồ Nhật Thành thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp giáo dục Fred Hub Viết tắt của Free Education Hub, tức là Trung tâm Giáo dục Tự do, trong tháng 3 năm 2022, theo hình thức công ty giáo dục để cung cấp các khoa học tại chỗ hoặc trực tuyến, giúp nâng cao năng lực, tư duy độc lập, mở rộng tầm nhìn toàn diện và khai phóng tiềm năng cá nhân. Theo giới thiệu trên trang chủ, công ty hoạt động theo hình thức một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, với sứ mệnh nâng cao năng lực cho cá nhân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, ông Thành phải giải thể công ty và tạm dừng các khóa học vì cộng tác viên và giảng viên của chương trình bị công an ở nhiều địa phương sách nhiễu. Dù đã không còn hoạt động, trong 10 tháng qua, cơ quan an ninh ở nhiều địa phương vẫn tiếp tục mời làm việc hơn 50 học viên và cộng tác viên để điều tra về Fred Hub. Ông Thành cho biết, trong giấy mời những người này đến làm việc, công an chỉ ghi lý do liên quan đến tạm trú, nhưng khi lên đồn công an, họ lại bị tra khảo về các khóa học trong 1 đến 2 ngày cơ quan an ninh ép họ phải giao điện thoại, máy tính và cung cấp mật khẩu để kiểm tra nội dung trong đó. Ông Thành nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 7 tháng 10. Học viên bị an ninh mời viết bản kiểm điểm, viết bản tường trình hoặc là tới nhà hỏi là đe dọa là đó là đang tham gia một cái chương trình mà cũng có tổ chức phản động. Giáo viên họ cũng vậy, giáo viên họ cũng bị mời lên thì an ninh họ nói là đây là chương trình của một cái tổ chức phản động rồi tới xuyên tạc đủ thứ rồi và đe dọa họ không được tham gia nữa một cộng tác viên của fredhub nói trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh cho đài á châu tự do hay nhiều lần bị an ninh địa phương mời lên làm việc về chương trình giáo dục này nhưng từ chối với lý do bận việc gia đình sau đó không thấy bị mời tiếp nữa một học viên khác người cũng không muốn công khai danh tính tiết lộ rằng ông liên tục bị công an địa phương mời làm việc hồi đầu năm nay về các khoa học xã hội dân sự của fredhub mà ông tham gia gần đây một học viên trẻ khác cũng bị tra khảo tương tự Phóng viên gọi điện cho cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an với đề nghị bình luận về tố cáo của ông Thành, nhưng sĩ quan trực điện thoại đề nghị phóng viên đến trụ sở cơ quan để làm việc trực tiếp hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản. Ông Nguyễn Hồ Nhật Thành, hay còn gọi là Polo Thành Nguyễn, sinh năm 1986, từng tổ chức các chương trình như Cà phê Nhân quyền là dịp để giới hoạt động có thể gặp gỡ sau khi các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc bị cấm đoán. Hội thảo cơ chế bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc hay chương trình đào tạo người hoạt động trẻ ở nhiều tỉnh thành. Trong trang chủ của mình, Fred Hub giới thiệu cung cấp các khóa học với chủ đề chính như triết học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, vân vân với mục tiêu trang bị cho người học một nền tảng tri thức liên ngành là chất liệu căn bản, kích hoạt khả năng tư duy đa chiều và đưa ra các quyết định phù hợp trong mọi vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, cho dù nội dung đào tạo rất nhẹ nhàng và không liên quan đến chính trị, nhưng vẫn bị chế độ coi là không thân thiện. Ông Thành giải thích. Rất là một cái khóa mà nó mang tính xã hội nhưng mà nó đa chiều á, thì nó làm cho bên phía an ninh họ e ngại, họ quy chụp, cái đó là có âm mưu lực đổ. Chế độ hiện nay nó là một cái chế độ độc tài tư tưởng đó, là những cái luồng tư tưởng mà khác biệt đó là đối với họ là nguy hiểm. Ông Thành cho biết để giảm sự sách nhiễu của an ninh đối với những người tham gia chương trình, ông đã lặng lẽ đóng cửa công ty. Tuy nhiên, an ninh vẫn tiếp tục sách nhiễu những người khác và có vẻ như chương trình này theo ông đã trở thành mục tiêu mới của lực lượng an ninh để giải ngân tiền thuế nhà nước dành cho an ninh quốc gia. Ông cho rằng Bộ Công an dường như đang muốn biến Fred Hub thành một chuyên án lớn có tính tổ chức bằng việc gắn ghép chương trình với các tổ chức bên ngoài vốn bị Công an Việt Nam gián nhãn thế lực thù địch. Một trong những nạn nhân bị thẩm vấn đã vô tình thấy hai tập hồ sơ với nội dung khóa học về phát triển của Fred Hub và chuyên án V22. Đặc biệt, công an chỉ làm việc với các thành viên của Fred Hub mà chưa đụng chạm gì tới người đứng đầu. Ông Thành cho rằng cơ quan an ninh đã quá hiểu các hoạt động của ông trong hơn 10 năm qua và giai đoạn này họ chỉ thu thập chứng cứ để xây dựng hồ sơ nhằm mục đích bắt giam chứ không còn kiểu mời hỏi như những người mới nữa. Trong thông báo đóng cửa Fred Hub, đăng trên trang Facebook cá nhân cuối năm ngoái, ông Thành cho hay chương trình gặp nhiều trở ngại dồn dập sau khi tổ chức khoa học về phát triển cộng đồng. Cùng với việc học viên bị an ninh mời làm việc, trang Facebook của Fred Hub bị đánh sập, còn website bị nhà mạng Việt theo. chặn không truy cập được. Trong hơn 10 năm qua, Fred Hub cung cấp hàng chục khóa học, nhập môn triết học phương Tây với giảng viên là tiến sĩ tôn giáo học Dương Ngọc Dũng, chăm sóc sức khỏe tinh thần với chuyên gia tham vấn tâm lý Lê Hoàng Long, Kỹ năng tự vệ trong thời đại số, cung cấp những kiến thức và kỹ năng bảo mật quan trọng từ căn bản đến nâng cao, giúp người học an toàn hơn trong thời đại kỹ thuật số và nghiên cứu xã hội nhằm hỗ trợ người học phát triển tư duy nghiên cứu và năng lực giải quyết vấn đề, đưa ý tưởng phục vụ cộng đồng ra thực tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 10 cho hay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm chính thức nước này từ ngày 12 cho đến 14 tháng 10, không lâu sau vụ việc căng thẳng ở quần lã Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Lý Cường kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 3 năm 2023. Các tờ báo của nhà nước khi đưa tin về chuyến đi này hoàn toàn không nhắc đến vụ tàu chấp pháp của Trung Quốc tấn công hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào ngày 29 tháng 9. Trong vụ này, 10 ngư dân trên tàu cá số hiệu QNG95739TS bị đánh đập có ít nhất 3 người bị đánh gãy tay và các thiết bị, ngư cụ, hải sản đánh bắt trên tàu bị cướp phá gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Một con tàu khác cũng của tỉnh Quảng Ngãi, số hiệu QNG 90659 TS khi đánh bắt ở khu vực Hoàng Sa cùng ngày 29 tháng 9 cũng cáo buộc bị tàu Trung Quốc tấn công, tịch thu hải sản, ngư cụ. Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định tàu cá việt nam đã đánh bắt trái phép ở khu vực hoàng sa và các tàu chấp pháp của trung quốc đã chuyên nghiệp và kiềm chế không hề gây ra thương tích nào trong khi đó bộ ngoại giao việt nam nói đã giao thiệp nghiêm khắc với đại sứ quán trung quốc tại hà nội mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật trung quốc yêu cầu nước này tôn trọng đầy đủ chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía việt nam không tái diễn các hành động tương tự. Chính phủ Việt Nam vào ngày 9 tháng 10 cho biết có mục tiêu đưa hai tuyến cáp biển vào sử dụng và phủ sóng dịch vụ di động 5G trên cả nước vào cuối năm tới. Reuters loan tin trong cùng ngày dẫn chiến lược do Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký. Theo Reuters, Việt Nam, một trung tâm sản xuất hàng hóa trong khu vực, trong những năm gần đây luôn báo cáo sự cố xảy ra đối với năm tuyến cáp quang biển hiện có nhưng cũ kỹ. Vào tháng qua, nhiều nguồn tin cho biết Hoa Kỳ đang hối thúc Việt Nam tránh sử dụng những nhà thầu Trung Quốc để lắp đặt những tuyến cáp quang biển mới vì lý do an ninh. BBC vào ngày 8 tháng 10 loan tin một trong những nhà thầu mà Việt Nam dự định trong hợp đồng lắp cáp quang là công ty Trung Quốc SMN Technologies. Từ năm ngoái, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam cho biết đến năm 2025, Việt Nam sẽ tăng thêm từ 2 đến 4 tuyến cáp quang biển và sau đó từ 4 đến 6 tuyến vào năm 2030. Nếu kế hoạch đưa thêm hai cáp mới vào hoạt động thành hiện thực thì so với khu vực con số cáp ngầm dưới biển của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước khác. Ví dụ vào năm 2023, Singapore có 39 cáp, Malaysia có 25 cáp, Philippines có 24 cáp và Thái Lan có 13 cáp. Đối với sóng 5G, các nhà mạng tại Việt Nam tiến hành thử nghiệm nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa thể phủ sóng dịch vụ trên diện rộng. Lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc có thêm cơ hội không phải nộp phạt và được miễn hạn chế nhập cảnh trở lại Hàn Quốc theo một thông báo mới của Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 27 tháng 9. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo việc thực hiện chính sách ân hạn lần thứ hai trong năm nay đối với người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp nhưng tự nguyện về nước. Theo thông báo mới, chính sách này áp dụng cho những lao động nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước tự nguyện từ ngày 30 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024. Chính sách này không áp dụng đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp sau ngày 30 tháng 9 năm 2024, người nhập cư bất hợp pháp, người sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành giả, người phạm tội người không thực hiện lệnh xuất cảnh. Theo quy định của Hàn Quốc, người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp phải đối mặt với mức phạt là 20 triệu won, tương đương khoảng 350 triệu đồng và bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 5 năm. Số lượng lao động Việt Nam sang Hàn Quốc đang tăng nhanh hàng năm và Việt Nam hiện là nước nằm trong nhóm các quốc gia gửi nhiều lao động nhất sang Hàn với khoảng 66.000 lao động theo số liệu của chính phủ Việt Nam. Và thưa quý vị, Liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về về vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ nghi ngại và không dám đầu tư vào Việt Nam. Điều đó liên quan gì đến việc giới chức lãnh đạo và các công ty nhà nước Việt Nam được cho là đang mở cửa cho một công ty non trẻ của Trung Quốc nhận thầu gói lắp đặt 10 tuyến cáp biển quan trọng. Theo Reuters. Chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 10 cho biết, họ đặt mục tiêu đưa hai tuyến cáp quang internet dưới biển mới vào hoạt động và triển khai mạng di động 5G trên toàn quốc vào cuối năm tới. Các động thái này là một phần của chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số được Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký hôm 9 tháng 10. Việt Nam, trung tâm sản xuất chế tạo trong khu vực, trong những năm qua đã xảy ra tình trạng năm tuyến cáp lớn đang vận hành, vốn đã cũ kỹ, bị mất tín hiệu. Các nguồn tin hồi tháng trước tiết lộ với Reuters rằng Mỹ đã kêu gọi Hà Nội tránh các nhà thầu Trung Quốc xây dựng các tuyến cáp dưới biển mới do lo ngại về an ninh. Đến năm 2030, toàn bộ dân số đất nước sẽ có thể sử dụng mạng Internet cáp quang với tốc độ ít nhất là 1 Gbps, theo chính phủ Việt Nam. Họ cũng nói thêm rằng họ sẵn sàng thử nghiệm các dịch vụ di động 6G vào thời điểm đó. Chiến lược này cũng bao gồm tham vọng thành lập các trung tâm dữ liệu AI và trung tâm dữ liệu siêu quy mô vào năm 2030, theo tuyên bố của chính phủ. Các nhà mạng di động Việt Nam đã thử nghiệm mạng 5G trong nhiều năm nhưng mạng 5G vẫn chưa hoạt động thương mại ở quy mô lớn. Trước đó, các nguồn tin ẩn danh của Reuters cho biết Mỹ đang thúc giục Việt Nam tránh xa HMN Technologies, công ty lắp đặt cáp của Trung Quốc, Kha, trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp dưới biển mới từ nay đến năm 2030. Theo đó, kể từ tháng 1, 2020, các quan chức và công ty Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc họp với các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài để thảo luận về chiến lược cáp của quốc gia Đông Nam Á này. Và cuộc vận động hành lang này diễn ra rất khó khăn, theo lời một quan chức Việt Nam ẩn danh được Reuters dẫn lại. Đồng thời, các tuyến cáp quang dưới biển, vốn truyền tải phần lớn dữ liệu của thế giới, đã trở thành trọng tâm trong cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington, do lo sợ Bắc Kinh sẽ do thám, đã từng vận động hành lang thành công để loại HMN Tech khỏi một dự án khác, theo cuộc điều tra của Reuters. AP Telecom, một công ty tư vấn ít được biết đến, đã tham gia vào các cuộc đàm phán để thuyết phục Hà Nội từ bỏ HMN Technologies, Reuters cho biết. Các quan chức Mỹ và AP Telecom đã nói rõ rằng việc lựa chọn các nhà thầu lắp đặt cáp quang ít kinh nghiệm và ít được tiếp cận với các thành phần quan trọng sẽ khiến các công ty Mỹ không muốn đầu tư vào Việt Nam. Hiện công việc lắp đặt mạng cáp quang toàn cầu chỉ có 4 công ty đảm nhận, đó là Subcom của Mỹ, NAC của Nhật Bản, và Alcatel Submarine Networks của Pháp vốn đã hoạt động nhiều thập kỷ trong khi Hachaman Tech của Trung Quốc chỉ hoạt động từ năm 2008. Tất cả các tuyến cáp chính dưới biển của Việt Nam đều từng bị mất tín hiệu và hư hỏng. Đôi khi xảy ra cùng một lúc, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023. Điều này thúc đẩy Hà Nội đặt ra các mục tiêu về cáp biển ở mức độ tham vọng hơn trong năm nay. Chi phí dự kiến chưa được công bố nhưng nỗ lực này sẽ là một trong những đợt mở rộng cơ sở hạ tầng Internet ngầm quan trọng nhất của bất kỳ nền kinh tế mới nổi nào. Một quan chức Việt Nam, người được báo cáo về các cuộc đàm phán giữa chính quyền Việt Nam với Tech về các tuyến cáp đã lên kế hoạch, nói rằng các mức giá trào của Bắc Kinh rẻ hơn. Công ty công nghệ tư nhân hàng đầu của Việt Nam, FPT, nói hồi năm ngoái họ sẽ đầu tư vào một tuyến cáp nhánh nối Việt Nam với một tuyến cáp quốc tế do Tech xây dựng. Vào tháng 4, 2024, công ty viễn thông nhà nước của Việt Nam, Viettel và Singtel của Singapore đã công bố kế hoạch xây dựng một tuyến cáp mới từ miền Nam Việt Nam đến Singapore, tránh việc phải đi qua Biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, hồ sơ đấu thầu tuyến cáp đó vẫn chưa được triển khai. Theo BBC, năm đường cáp dưới biển đã cũ của Việt Nam kết nối với Internet toàn cầu thời gian qua liên tục gặp sự cố khiến chính phủ phải xác định dự án lắp đặt 10 đường cáp mới là ưu tiên từ đây tới năm 2030. Điều đáng bàn là tại sao Việt Nam dự định trao gói thầu quan trọng này cho một công ty được cho là còn rất non trẻ của Trung Quốc, HAMEN Technologies. Một số nhà quan sát nói với BBC News tiếng Việt rằng có rất nhiều rủi ro nếu Việt Nam chọn Hatman Tech hay bất cứ công ty nào của Trung Quốc để lắp cáp biển, trong đó có mối nguy tiềm tàng đối với an ninh, quốc phòng. Giới chức Mỹ đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo với giới chức Việt Nam từ nguồn tin tình báo về khả năng phá hoại và gián điệp. Nhưng nếu không phải Trung Quốc, thì lựa chọn nhà thầu Mỹ liệu có khả thi hơn khi Mỹ cũng nổi tiếng với các chương trình gián điệp, cộng thêm việc Việt Nam đang phải chịu nhiều sức ép địa chính trị từ người hàng xóm khổng lồ. Một số nhà quan sát mà BBC tiếng Việt phỏng vấn đề xuất các giải pháp mà họ cho rằng có thể giúp Việt Nam đưa ra quyết định sáng suốt cho một dự án tối quan trọng, trong khi vẫn phải đi dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Vậy Hutchmän Technologies là công ty nào? Theo các thông tin mà BBC thu thập được, công ty Hutchmän Tech chỉ mới hoạt động từ năm 2008, được coi là non trẻ so với các công ty đã hoạt động trong lĩnh vực lắp cáp biển nhiều thập kỷ qua như SubCom của Mỹ, NEC của Nhật Bản và Alcatel Submarine của Pháp. Tech chủ yếu lắp đặt các tuyến cáp ngắn. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Telegeography, Mỹ cho rằng Tech là một công ty có liên kết với gã khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc. cả hai đều đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ do Washington lo ngại các công ty này là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Một cáo buộc mà Huawei phủ nhận. Nhưng Tech nói rằng họ là một công ty độc lập theo nguồn tin của Reuters. Trong khi đó, theo The Economist, hạ trước đây là có tên là Huawei Marine Networks. Năm 2022, Harman Tech đã giành được gói thầu cho một dự án dài 12.000 dặm, gần 20.000 km, kết nối 12 quốc gia giữa Pháp và Singapore, trị giá 500 triệu USD. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp để Harman Tech bị gạt ra lề. Và công ty Subcon của Hoa Kỳ đã giành được thầu với đề xuất 600 triệu USD, đắt hơn giá thầu 500 triệu USD của Hamen. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh nhau trong cuộc chiến công nghệ. Trong đó, lĩnh vực cáp biển truyền tải hầu hết các dữ liệu trên thế giới là trọng tâm, theo các nhà phân tích. Các nguồn tin trong chính phủ Mỹ nói với Reuters nói rằng, trong ngành công nghiệp lắp cáp, chọn người chơi tương đối mới như công ty Hachaman Tech là một lựa chọn tồi. Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cũng đang cạnh tranh nhau để giành ảnh hưởng ở Việt Nam. Cả tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều thăm Việt Nam vào năm ngoái và hợp tác với cả hai nước này đã đưa đến những khoản đầu tư lớn vào Việt Nam. Và đây là một cuộc chiến ngầm giữa Mỹ và Trung Quốc. Từ đầu năm 24, giới chức và các công ty Mỹ đã tổ chức gần chục cuộc họp với giới chức Việt Nam và nước ngoài cùng các giám đốc điều hành doanh nghiệp nhằm thuyết phục Hà Nội loại HamanTech khỏi chiến lược cáp của mình theo Reuters. Vậy vì sao việc Hà Nội chọn HachemTech hay không lại quan trọng với Mỹ như vậy? Theo GS Carl Tyer từ Đại học New South Wales, có hai động lực chính để Mỹ tích cực vận động hành lang cho việc này. Ông nói với BBC tiếng Việt: Động lực đầu tiên là về an ninh quốc gia. Các công ty Mỹ, đặc biệt là các công ty hoặc tổ chức tư nhân được chính phủ Mỹ thuê để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm liên quan đến quốc phòng đang làm việc tại Việt Nam có khả năng bị xâm phạm thông tin liên lạc. Nói cách khác, sự hợp tác giữa ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và Việt Nam có thể bị hạn chế nếu Việt Nam thuê Trung Quốc lắp cáp do các quy định của chính phủ Mỹ. Động lực thứ hai là về thương mại. HMN Technologies có thể rẻ hơn so với các công ty của Mỹ, Nhật Bản và Pháp một hợp đồng giữa Việt Nam với HMN Technologies, theo GS Carl Thayer, sẽ là một phần của con đường tơ lụa kỹ thuật số, một trong ba trụ cột chính của sáng kiến vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình. Và hành việc này sẽ được Bắc Kinh đánh giá cao. Nhưng nếu HMN Tech giành được hợp đồng, thì đây sẽ là tổn thất đối với các công ty Mỹ đang mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Theo bà Elena Noor, thành viên cấp cao của chương trình châu Á tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế Mỹ, nói với BBC tiếng Việt rằng Washington đã tuyên bố rất rõ ràng là họ sẽ không đứng thứ hai trong bất kỳ khía cạnh nào của cơ sở hạ tầng công nghệ, dù đó là cáp ngầm, 5G hay nền tảng mạng xã hội. Và do đó trên mọi phương diện, Mỹ đã đồng ý cách tiếp cận liên ngành, tức là các cơ quan khác nhau của chính phủ Mỹ cùng làm việc với nhau để đảm bảo rằng Mỹ duy trì vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng công nghệ. Tôi cho rằng áp lực mà Mỹ gây ra cho các quốc gia ở Đông Nam Á, nơi mà họ coi là một khu vực có ảnh hưởng cần nắm giữ, chỉ là một biểu hiện nữa của sự cạnh tranh chiến lược này giữa những người khổng lồ. Và vì vậy, điều tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục thấy là Mỹ và các đối tác của mình cố gắng tác động đến càng nhiều quyết định của các quốc gia chủ chốt như Việt Nam càng tốt. Họ coi Việt Nam là một quốc gia dao động, một quốc gia cần được tán tỉnh và quyến rũ. Giới quan sát cho rằng nỗ lực của Mỹ nhằm chuyển hướng các kế hoạch cáp ngầm của Việt Nam rời xa các công ty Trung Quốc, làm nổi bật sự cạnh tranh địa chính trị rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á. Các quyết định mà Việt Nam đưa ra sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai kỹ thuật số và mối quan hệ của nước này với cả hai siêu cường. Chúng không chỉ định hình cơ sở hạ tầng Internet của Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến bối cảnh chiến lược rộng lớn hơn trong khu vực. Và thưa quý vị, đây cũng chính là một phần trong những nguyên nhân. Vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ không đầu tư vào Việt Nam? Trong chuyến công cán Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 26 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc và gặp gỡ với một số tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Meta. Đồng thời, ông cũng đề nghị phía Mỹ giúp đỡ Việt Nam phát triển về công nghệ trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học theo công bố của hãng công nghệ Microsoft, tập đoàn này sẽ đầu tư vào dịch vụ đám mây trị giá 1,7 tỷ USD tại Indonesia, trong lúc Amazon tiết lộ kế hoạch đầu tư 9 tỷ USD tại Singapore, 5 tỷ USD vào Thái Lan và 6,2 tỷ USD vào Malaysia. Mới nhất, ngày 1 tháng 10, vừa qua gã khổng lồ, Google vừa công bố đầu tư tổng cộng 3 tỷ vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, Quyết định vừa kể được đưa ra sau khi Google cân nhắc sẽ đầu tư vào Việt Nam hồi tháng 8, 2020. Khi đó, trên mạng xã hội Việt Nam chia sẻ các thông tin cho rằng Google đang xem xét xây dựng một trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Sài Gòn. Điều đó đã thu hút sự chú ý của công luận trong nước cũng như truyền thông quốc tế. Nhưng cuối cùng, Google lại lựa chọn Malaysia và Thái Lan là hai quốc gia Đông Nam Á khác, khiến Việt Nam lỡ mất một cơ hội thu hút đầu tư lớn chỉ riêng khoản đầu tư 2 tỷ USD của Google vào Malaysia sẽ tạo ra 26.500 việc làm, đồng thời đóng góp hơn 3 tỷ USD vào GDP của Malaysia tính đến năm 2030. Tương tự, việc đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan cũng sẽ tạo ra trung bình khoảng 14.000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029. Vì lý do gì Google đầu tư 3 tỷ USD vào Malaysia và Thái Lan nhưng bỏ qua thị trường Việt Nam? theo giới chuyên gia đầu tư quốc tế việt nam đã gặp bất lợi khi cạnh tranh với hai nước vừa kể bởi những hạn chế về các mặt bao gồm chất lượng nhân lực cơ sở hạ tầng và sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động kinh doanh tuy nhiên lý do quan trọng nhất đã khiến cho việt nam để lỡ dự án của google là vấn đề thể chế chính trị hệ thống chính trị độc đảng ở việt nam là điều hoàn toàn khác với thể chế chính trị dân chủ đa đảng ở malaysia và thái lan Hai quốc gia vừa kể có hệ thống tam quyền phân lập, có đảng đối lập và tiếng nói người dân được coi trọng. Đó là những yếu tố cần thiết để đảm bảo cho việc giám sát và điều chỉnh quyền lực để đảm bảo tính công khai và minh bạch. Cũng vậy, hồi tháng 4 2020, CEO Apple Tim Cook đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Nhưng ngay sau khi Tim Cook rời Việt Nam, tập đoàn Apple đã quyết định đầu tư nhà máy của họ tại Indonesia. Bên cạnh những lý do kể trên, Yếu tố năng lượng, điện năng không ổn định cũng như hạ tầng internet của Việt Nam vẫn chưa ổn định. Tình trạng đứt cáp biển, giảm băng thông quốc tế vẫn thường xuyên xảy ra, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài. Mới nhất, Hoa Kỳ đã đưa ra các cảnh báo đối với chính quyền Việt Nam về dự định giao cho Trung Quốc đặt các tuyến cáp quang dưới biển sẽ là mối đe dọa đến an ninh mạng, bảo mật dữ liệu là điều rất nguy hiểm và là những thách thức lớn trong thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Luật an ninh mạng của Việt Nam đã tạo ra một rào cản tương đối lớn. Theo đó, nhà nước đã yêu cầu các công ty công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, phải lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp này phải đặt máy chủ và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Đây là vấn đề vi phạm nhân quyền mà các doanh nghiệp phương Tây khó có thể chấp nhận. Chính quyền Việt Nam lấy lý do vì đảm bảo an ninh quốc gia, nhưng là điều các công ty công nghệ khó có thể chấp nhận vì nhu cầu hoạt động độc lập của họ, dẫn tới việc họ không cảm thấy thoải mái khi quyết định đầu tư vào Việt Nam. Thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam và bàn tay Trung Quốc. Tại sao vấn đề dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lại nóng vào lúc này? Và tại sao đảng và chính quyền vẫn quyết tâm bám lấy cái ảo tưởng xây đường sắt cao tốc Bắc Nam? Theo giới quan sát thấy rằng, đằng sau những chủ trương và động thái hấp tấp của nhà đương cuộc Hà Nội là bàn tay thúc đẩy của Trung Quốc. Vấn đề xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam dường như đã ngã ngũ, bất chấp dư luận vẫn đang phản đối ồn ào trên báo chí và mạng xã hội, thậm chí có tổ chức đòi trưng cầu dân ý về dự án khổng lồ này. Hôm thứ Hai, 7 tháng 10, Văn phòng chính phủ Việt Nam phát văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc. Theo đó, Thường trực Chính phủ kết luận dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến với vận tốc thiết kế 350 km/h vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết, theo báo Vietnamnet. Văn bản kết luận của chính phủ còn nhấn mạnh, đây là công trình đặc biệt quan trọng đối với phát triển đất nước, góp phần nâng tầm vị thế, cơ đồ của quốc gia trong kỷ nguyên mới, nên cần các bộ ngành quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để triển khai thực hiện. Theo tài liệu của Bộ Giao thông Vận tải, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam-Bắc Nam dài 1 km, 1 km bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội và kết thúc tại ga Thủ Thiêm Sài Gòn, đi qua 20 tỉnh thành có 26 ga cách nhau từ 50 đến 70 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, dự tính chi phí đầu tư khoảng 63.34 tỷ, suất đầu tư 43,7 tỷ km. Như vậy, với chủ trương của Bộ Chính trị đề nghị xây đường sắt tốc độ khoảng 200 đến 210 km/h vừa chở khách vừa chở hàng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra đã bị bác bỏ. Theo thủ tục, chính phủ Việt Nam còn phải hoàn tất những tài liệu của dự án. Trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến 30 tháng 11 tới đây. Tuy vậy, có thể dự đoán rằng Quốc hội lần này sẽ không phản bác dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, dù cách đây 14 năm Quốc hội đã một lần bác. Sau khi các đại biểu dám nói như Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân đã lần lượt bị tống vào tù, thì quốc hội khóa này rất khác quốc hội khóa trước Sẽ không còn tái diễn chuyện 2018-4439 đại biểu 41% bỏ phiếu không tán thành chủ trương xây dựng DSCT Mà chính phủ trình ra ngày 19 tháng 6, 2010 Sau khi đã có sự chấp thuận của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Tuy dự án chưa được trình ra quốc hội Nhưng các công việc liên quan đã được khai triển cấp tập Bộ Giao thông Vận tải phải khẩn trương thu ý kiến hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội đồng Thẩm định Nhà nước trước ngày 10 tháng 10, tức là cuối tuần này. Sau đó, Hội đồng Thẩm định Nhà nước phải hoàn thành thẩm định trước ngày 18 tháng 10, ngay trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội. Một dự án xây dựng đặc biệt quan trọng, có vốn đầu tư nhiều chục tỷ đô la mà thẩm định trong vòng một tuần thì quả là thần tốc không thể tưởng tượng. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, còn chỉ đạo, chỉ bàn làm, không bàn lùi song song với việc thúc đẩy dự án đảng cộng sản việt nam đang thực hiện một chiến dịch tuyên truyền rộng lớn dai dẳng nhằm tiêm vào đầu óc người dân ảo tưởng về những lợi ích của dự án đường sắt cao tốc bắc nam ảo tưởng về tính đúng đắn trong quyết định của những kẻ cầm quyền ở chóc bu mà hoàn toàn lờ tịt những lời cảnh báo tâm huyết của các chuyên gia kinh tế và công nghiệp về hậu quả tai hại mà dự án đường sắt cao tốc bắc nam sẽ gây ra cho dân cho nước không chỉ bộ máy tuyên truyền của đảng phải chạy hết công suất để tô vẽ giấc mơ hão huyền, sáng ăn phở Hà Nội, chiều ăn cơm tấm Sài Gòn, mà đảng còn huy động những cây bút có tên tuổi trên mạng xã hội, đăng bài cổ suý cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, coi đây là công trình đưa Việt Nam lên ngang tầm các quốc gia tiên tiến, các dân tộc có chỉ số thông minh cao như Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, vân vân. Chiến dịch tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân với chủ trương của đảng, vừa gây sức ép để các đại biểu quốc hội không dám bỏ phiếu chống như lần trước. Đường sắt Việt Nam do người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đến nay sau hơn trăm năm vẫn hầu như chưa có sự nâng cấp đáng kể, ngoại trừ phá bỏ một số đoạn như đoạn Sài Gòn Mỹ Tho, Phan Rang Đà Lạt. Tình trạng đường tàu hẹp, tốc độ chậm chạp, toa tàu cũ kỹ, công nghệ lạc hậu làm cho người dân chán ngán, ít ai muốn đi tàu Người khá giả chọn đi máy bay, người nghèo chọn xe đò. Gần đây có thêm máy bay giá rẻ, xe đỏ giường nằm, khiến cho vận tải đường sắt không cạnh tranh nổi. Nhu cầu nâng cấp hệ thống đường sắt để phục vụ tốt hơn việc chuyên chở hàng hóa và hành khách xuyên Việt là có thật và cấp bách. Trong gần 20 năm qua, đã có ít nhất 4 cuộc bàn cãi sôi nổi về phương hướng nâng cấp, xây mới hệ thống đường sắt quốc gia, có cả sự tham gia của các chuyên gia Nam Hàn và Nhật nhưng chưa đạt được sự đồng thuận giữa nhà cầm quyền và các nhà chuyên môn. Nay thì vấn đề dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam nóng trở lại với câu hỏi cũ. Liệu có cần một hệ thống hỏa xa tân tiến, tốc độ 350 km/h chỉ để thỏa mãn sáng ăn phở Hà Nội, chiều ăn hủ tiếu Sài Gòn, một nhu cầu mà ngành hàng không có thể đáp ứng dễ dàng. Nếu có một tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam như vậy thì bao nhiêu phần trăm người Việt sẽ dùng nó? có sẽ đóng góp vào phát triển hay lại là một con nợ khủng khiếp đè lên đôi vai gầy của người dân Việt. Đã có hàng chục bài viết phản biện của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia kỹ thuật cả trong và ngoài Việt Nam phân tích các yếu tố chi phí lợi ích, cost and benefit để cho rằng Việt Nam không nên đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam mà thay vào đó hãy nâng cấp hệ thống hiện có. Đưa tốc độ chạy tàu lên 150 km, 200 km/h vận chuyển cả hành khách và hàng hóa, phục vụ thiết thực cho nền kinh tế và có thêm sự lựa chọn về đi lại của đa số người dân. Việt Nam cần một hệ thống đường sắt chi phí thấp, xây dựng nhanh, phục vụ đa số người dân và không phải bù lỗ khi vận hành. Nhưng Đảng vẫn quyết tâm làm dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam 350 km/h bất chấp những trở ngại về tiền vốn, về công nghệ và cả hiệu quả của dự án. Và thưa quý vị, trở lại vấn đề Trung Quốc 1, nhân tố bí mật trong dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tại sao vấn đề dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lại nóng vào lúc này? Và tại sao Đảng vẫn quyết tâm bám lấy cái ảo tưởng xây đường sắt cao tốc Bắc Nam? Chúng tôi cho rằng, đằng sau những chủ trương và động thái hấp tấp của nhà đường cuộc Hà Nội là bàn tay thúc đẩy của Trung Quốc. Đi sau nhiều nước Tây Phương, nhưng trong 20 năm qua trưng dựng được mạng lưới đường sắt cao tốc Bắc Nam lớn nhất thế giới và hiện đang có nhu cầu bức bách phải xuất cảng đường sắt cao tốc bắc nam ra các nước đang phát triển trong đại dự án vành đai và con đường. Việc xuất cảng đường sắt cao tốc bắc nam vừa nhằm giúp Trung Quốc tiêu thụ công suất dư thừa về sắt thép, xi măng, vừa tạo công ăn việc làm cho hàng chục vạn công nhân kỹ thuật ngành đường sắt. Đồng thời gây ảnh hưởng chính trị, kinh tế và ngoại giao thông qua các bẫy nợ mà các quốc gia vay tiền của Trung Quốc mắc vào. Ngoại giao đường sắt là một chiến lược của Bắc Kinh Nhằm kết nối nền sản xuất công nghiệp rộng lớn của Trung Quốc với các thị trường tiêu thụ ở khắp các nước trên lục địa Á-Âu mà ở Đông Nam Á, đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ trải rộng từ Singapore lên tới Mandalay, từ Sài Gòn đến Yangon, nối với hai trung tâm lớn của Trung Quốc ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam và Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Tuy Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều lần trấn an dân chúng rằng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được xây dựng bằng nguồn lực ở trong nước, không vay vốn nước ngoài. Song nhiều chuyên gia trong ngành nhận định Trung Quốc là nhân tố bí mật sẽ lộ diện khi thuận tiện. Ngoài Trung Quốc ra, thì Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác khác có khả năng cung cấp cả vốn liếng lẫn công nghệ cho đại dự án trị giá gần 70 tỷ này, trong khi Việt Nam hoàn toàn không có đủ vốn và công nghệ để tự lực thực thi. Trong chuyến thăm Hà Nội tháng 12 hai năm ngoái, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, đã mang đến công nghệ đường sắt cao cấp để giúp Việt Nam nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông. Theo tường thuật của phóng viên Jonathan Head của BBC, ông Tập được biết cũng đã đề nghị các khoản trợ cấp và cho vay để giúp nâng cấp các tuyến đường sắt của Việt Nam và hai bên đã ký hai bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác đường sắt. Đáp lại, ngay sau khi nhập chức Tổng bí thư Đảng hồi giữa tháng 8 năm nay, Ông Tô Lâm đã sang Trung Quốc gom tập Cận Bình và chương trình đàm luận của hai nhà lãnh đạo đặt trọng tâm vào các chính sách kết nối đường sắt giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua cũng đã kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ tài chính và công nghệ cho đường sắt Việt Nam. Ông Chính cũng đã gặp gỡ giám đốc điều hành của những công ty hàng đầu trong lĩnh vực đường sắt Trung Quốc để bàn việc hợp tác. Ngay sau khi ông Tô Lâm đi Trung Quốc về, đang bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền và chuẩn bị cho dự án xây dựng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam nói trên. Tuy các nhà lãnh đạo không đề cập tới bàn tay Trung Quốc để tránh phản ứng bất lợi từ dân chúng, nhưng sự thật khó mà che giấu được. Việt Nam đã có kinh nghiệm cay đắng với dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội do Trung Quốc xây dựng theo phương thức chìa khóa trao tay. Một đoạn đường sắt tốc độ chậm, công nghệ lạc hậu chỉ dài 13 km mà bị đội vốn lên gần 1 đô thì... bị chậm 13 năm thì thử hỏi với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam dài hơn 1,500 km thì tiền vốn và thời gian sẽ bị đội đến đâu liệu có thành một thảm họa cho nhiều đời con cháu mai sau hay không và thưa quý vị điều đó có liên quan gì đến câu chuyện dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam Tô Lâm lại cho Tập Cận Bình một vố đau theo báo tuổi trẻ đưa tin đường sắt tốc độ cao Bắc Nam độc lập và tự chủ, bản tin cho biết theo thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, Bộ Chính trị và Trung ương đã quyết định không phụ thuộc vào nước ngoài, bởi vay bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phải ràng buộc. Với tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 67 tỷ UME, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thời gian bố trí vốn trong khoảng 12 năm mỗi năm bình quân khoảng 5,6 tỷ USD. Đáng chú ý, kế hoạch kể trên đã được Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương thống nhất về chủ trương. Chính phủ Việt Nam sẽ có phương án để huy động nguồn vốn trong nước và tùy theo khả năng cân đối, có thể phát hành trái phiếu. Trong trường hợp vay nước ngoài phải đi kèm điều kiện ưu đãi, ít ràng buộc và điều kiện lớn nhất là phải chuyển giao công nghệ cho Việt Nam theo giới quan sát đã đánh giá cao quyết định vừa kể của ban lãnh đạo việt nam trên tinh thần tự lực lực tự cường khi quyết định đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam không phụ thuộc vào nước ngoài đây không phải là vấn đề mới mà trung quốc khi ban đầu cũng làm theo phương thức như vậy dự án đường sắt cao tốc có thành công hay không là do việt nam cần tìm được đối tác tận tâm đồng thời người việt nam cố gắng học hỏi thì chuyện gì cũng có thể thành công vấn đề quan trọng nhất sẽ là thầy nào có thể dạy cho việt nam mà họ không giấu nghề theo học giả trương nhân tuấn từ paris công nghệ đường sắt cao tốc bây giờ không còn là bảo bối của bất kỳ quốc gia nào trong đó ba nước là pháp đức và nhật việt nam có thể chọn thầy nào cũng được miễn là ông thầy đó tận tâm không tham lam tăng giá và đặc biệt không giấu nghề như trung quốc theo tiến sĩ nguyễn ngọc chu trung quốc không phải là quốc gia có công nghệ tiên tiến bậc nhất nhưng xây dựng đường sắt cao tốc thì họ là quốc gia đứng số một, làm nhanh nhất, rẻ nhất. Nhưng đó là người Trung Quốc làm cho người Trung Quốc. Còn người Trung Quốc làm cho nước ngoài, giá thành được đẩy lên, ít nhất là bù đủ chi phí thì giá thành tăng gấp 2, 3, 4, 5 lần. Thời gian thi công kéo dài như trường hợp tàu điện trên cao Cát Linh, Hà Đông. Những phân tích vừa kể đã cho thấy, hệ thống đường sắt cao tốc của Pháp viết tắt Tegavie Sử dụng động cơ điện và hệ thống điện cao áp, có thể đạt được vận tốc tối đa tới 350 km/h, có thể là một trong những lựa chọn. Trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Cộng hòa Pháp, người ta hy vọng Việt Nam và Pháp có thể ký một biên bản ghi nhớ về dự án này. Tuy nhiên, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, theo giới chuyên gia tổng mức đầu tư 67 tỷ UNE là mức giá tương đối cao so với mặt bằng thế giới. Theo đó, giá thành đường cao tốc lệ thuộc vào giá bất động sản và nguy cơ điều chỉnh giá là điều rất có thể xảy ra theo học giả trương nhân tuấn trước khi chốt dự án cần phải thanh trừng đám tài phiệt bất động sản đi trước đón đầu thổi giá đất lên cao cũng như cần thanh trừng đám quan tham ăn chia với giới tài phiệt để thổi giá đất vì nợ quá lớn giá vé sẽ tăng cao dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam dễ dàng bị phá sản Việc Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất và quyết định chủ trương dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không phụ thuộc vào nước ngoài, được cho là một đòn đau của Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho Tập Cận Bình. Ông bạn vàng đang háo hức ngóng đợi. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về vấn đề: Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm dám thách thức ban lãnh đạo Bắc Kinh? Đây là điều được cho là gió ngược ở biển Đông. Như quý vị đã biết, Bàn cờ chính trị Biển Đông đang nóng lên từng ngày khi bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng kể từ khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí lãnh đạo tối cao, kiêm nhiệm cả hai trọng trách Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Trong khi Mỹ và các quốc gia khác có cùng chí hướng tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đông thì các tàu của Trung Quốc đã hung hăng khẳng định các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh trên tuyến đường thủy đang tranh chấp gay gắt này, thử thách quyết tâm của Philippines, Malaysia và Việt Nam. Hôm 29 tháng 9 Tin cho hay, lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã tấn công ngư dân Việt Nam bằng ống sắt, tịch thu thiết bị đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa. Một phúc trình mới của sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á có trụ sở tại Washington công bố hôm 1 tháng 10 đã nêu bật cách các tàu tuần duyên Trung Quốc hoạt động suốt ngày đêm trong năm nay tại vùng biển mà Malaysia tuyên bố chủ quyền khi quốc gia giàu tài nguyên này đang cố gắng mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Vào ngày 3 tháng 10, The Washington Post cũng đưa tin rằng các tàu Trung Quốc đã phá hoại việc sửa chữa và xây dựng các tuyến cáp ngầm chạy dưới biển Đông. Các nhà phân tích cho biết những hành động này cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng thử thách quyết tâm của các nước trong khu vực nhằm bảo vệ các yêu sách lãnh thổ của họ vào thời điểm Hoa Kỳ đang tập trung vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông Colin Cole, một chuyên gia an ninh hàng hải tại trường nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam có trụ sở tại Singapore. Nói, cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Trung Đông đã khuyến khích Trung Quốc và tạo điều kiện cho họ thử thách người Mỹ hơn nữa ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh đang sử dụng các hành động vật lý và đấu tranh pháp lý để cố gắng thay đổi hoàn toàn tình hình ở Biển Đông. Philippines đã mô tả hành vi quấy rối tàu thuyền của Bắc Kinh là vô trách nhiệm, nguy hiểm và khiêu khích. Trong khi Hà Nội cho biết Vụ tấn công vào ngư dân Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của mình và luật pháp quốc tế. Bình luận về vụ tấn công ngư dân, Bắc Kinh tuyên bố lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã ngăn chặn ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trái phép gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Quần đảo này cách Trung Quốc và Việt Nam một khoảng cách bằng nhau, nhưng Bắc Kinh đã duy trì quyền kiểm soát trên thực tế đối với các đảo này kể từ khi chiếm giữ chúng vào năm 1974 sau một cuộc đụng độ với lực lượng Việt Nam Cộng hòa. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã cải tạo đất đai và thiết lập các cơ sở quân sự tại quần đảo Hoàng Sa, bao gồm một đường băng và bến cảng nhân tạo. Khác biệt rõ rệt so với người tiền nhiệm, tân lãnh đạo Việt Nam thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh, đồng thời đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây, bất chấp sức ép từ bộ phận tướng lĩnh quân đội có mối quan hệ mật thiết với Trung Nam Hải. Con rồng lớn ở phương Bắc những động thái này của ông Tô Lâm hiển nhiên đụng chạm đến lợi ích của giới lãnh đạo Bắc Kinh. Sự bất mãn đó thể hiện qua hành động leo thang căng thẳng của lực lượng hải cảnh Trung Quốc trên biển Đông, trực tiếp nhắm vào ngư dân Việt Nam, những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên vùng biển quê hương. Ngày 29 tháng 9, một sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra gần quần đảo Hoàng Sa. Ban đầu Báo chí trong nước chỉ đưa tin về vụ việc tàu cá bị tấn công mà không dám nêu rõ quốc tịch tàu tấn công, né tránh chạm mặt Bắc Kinh. Phải đến 4 ngày sau khi Bộ Ngoại giao lên tiếng, báo chí mới dám chỉ đích danh thủ phạm là lực lượng Trung Quốc. Theo thông tin được công bố, lính Trung Quốc đã ngang nhiên áp sát tàu cá Việt Nam, tấn công các ngư dân bằng gậy sắt, khiến 10 người bị thương. Không dừng lại ở đó, họ còn cướp sạch hải sản, công cụ đánh bắt, chỉ để lại một chiếc máy định vị như một hành động khiêu khích trắng trợn, buộc tàu cá phải quay vào bờ trong uất ức. Vào ngày 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo để phản đối hành vi bạo lực của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng lên tiếng chỉ trích lực lượng Trung Quốc, hành xử thô bạo, đồng thời bày tỏ sự quan ngại và bất bình trước sự việc. Bà Hằng khẳng định Việt Nam phản đối hành động xâm phạm chủ quyền đe dọa an ninh và sự an toàn của ngư dân Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc điều tra làm rõ sự việc và có biện pháp ngăn chặn triệt đề những hành vi tương tự, tránh để lửa cháy lan. Giới quan sát nhận định, đây là một phản ứng ngoại giao hiếm thấy trong quan hệ Việt-Trung, đặt ra nhiều câu hỏi về đường lối đối ngoại gió đổi chiều của ông Tô Lâm. Đáng chú ý, Hội Thủy sản Việt Nam đã gửi báo cáo tới Bộ Ngoại giao liệt kê hàng loạt vụ việc ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc cướp bóc, đánh đập, gây thương tích. Trong đó có một vụ việc xảy ra trùng hợp vào ngày 19 tháng 8, ngày mà ông Tô Lâm đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với ông Tập Cận Bình. Sự trùng hợp này khiến dư luận bán tín, bán nghi về thiện trí của Bắc Kinh trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Mới đây, ông tô lâm và giới lãnh đạo việt nam đã đưa ra một quyết định khiến bắc kinh nóng mặt đó là việc việt nam kiên quyết tự chủ trong dự án đường sắt cao tốc bắc nam không phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài thể hiện tinh thần tự lực cánh sinh điều này đồng nghĩa với việc trung quốc sẽ mất cơ hội độc chiếm dự án béo bở này như kế hoạch ban đầu được vạch ra dưới thời cố tổng bí thư nguyễn phú trọng giới phân tích cho rằng đây là một quyết định mang đậm dấu ấn của ông tô lâm thể hiện đường lối phát triển độc lập, tự chủ của Việt Nam, không chịu lệ thuộc vào Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 18 tháng 7, Cam, ngày Bộ Chính trị công bố quyết định phân công ông Tô Lâm tạm thời thay thế cương vị Tổng Bí Thư của ông Trọng, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bất ngờ đưa ra tuyên bố quan trọng về việc nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Đây là một quyết định đã bị đắp chiếu từ 15 năm trước. Ngay sau khi ông Tô Lâm nắm quyền, quyết định này được khẩn trương triển khai. Động thái này đã khiến Bắc Kinh nổi trận lôi đình, đáp trả bằng việc điều máy bay quân sự không người lái, quấy rối gần bờ biển Việt Nam như muốn dằn mặt Việt Nam. Bắc Kinh đang gia tăng sức ép lên Việt Nam và ông Tô Lâm đẩy Việt Nam vào thế tiến thoái lưỡng nan bằng cách tạo ra những sự kiện bất ổn trên Biển Đông nhằm mục đích gây xung đột. Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm công khai cảnh báo Trung Quốc có thể là một nước cờ cao tay nhằm kiềm chế ảnh hưởng và khả năng lật đổ của phe bảo thủ thân Trung Quốc trong quân đội. Động thái cứng rắn đối với Trung Quốc, cùng với việc thể hiện thái độ gần gũi với Washington nhưng vẫn khẳng định tuân thủ chính sách đối ngoại đa phương 4 đã giúp ông Tô Lâm tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt người dân. Sự ủng hộ từ dư luận này trở thành một công cụ gây áp lực lên quốc hội và các ủy viên bộ chính trị không thuộc phe công an và quân đội. Nhóm này vốn có vai trò quan trọng trong việc quyết định sự vững chắc của chiếc ghế tổng bí thư sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào bất lợi cho ông Tô Lâm, vì điều đó có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân. Chiến lược này cũng giúp ông Tô Lâm vô hiệu hóa các chiêu bài của phe quân đội thân Trung Quốc, chẳng hạn như cảnh báo cách mạng màu, phối hợp với Trung Quốc để hạ bệ uy tín của ông Việc ông Tô Lâm thực hiện các chuyến công du dài ngày mà không lo ngại về nguy cơ mất quyền lực cho thấy vị thế đang rất vững chắc. Điều này đặt ra câu hỏi liệu lực lượng tướng lĩnh quân đội dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng với các lãnh đạo thuộc phe công an có đang kiểm soát tốt tình hình và ủng hộ đường lối cứng rắn của ông Tô Lâm tạo nên một thế trận vững chắc cho ông trước thềm đại hội 14 hay không? Giới quan sát quốc tế đang theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu bổ sung chủ tịch nước sắp diễn ra vào ngày 20 tháng 10. Dù kết quả cuộc bầu cử này không ảnh hưởng nhiều đến cán cân quyền lực hiện tại. Tuy nhiên thưa quý vị, vẫn có những ý kiến thấy rằng Hà Nội sẽ không đi quá những lời gay gắt để có thể biến mối quan hệ với Bắc Kinh từ bạn tới thù qua một vụ việc nhỏ bé được xé ra to. Tại sao lại nói như vậy? Giới chuyên viên về an ninh chính trị theo dõi tình hình thời sự Việt Nam nhận thấy như vậy. Họ không tin lời lẽ gay gắt của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 2 tháng 10 vừa qua sẽ mở màn cho những sự việc nghiêm trọng hơn cả trên biển lẫn quan hệ chính trị Việt Nam Trung Quốc. Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, họp báo nói như vậy, hôm thứ tư 2 tháng 10. Bà kêu rằng lính Trung Quốc gây thương tích, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam khi các tàu tuần của Trung Quốc tấn công một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi hành nghề câu biển tại khu vực quần đảo Hoàng Sa ngày 29 tháng 9 2024. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã tấn công tàu đánh cá tàu câu mực của ngư dân Việt Nam khai thác thủy sản ở khu vực biển Hoàng Sa rất nhiều lần trong những năm qua. Nhẹ thì đâm cho hư hại tàu, tịch thu trang bị hải hành, ngư cụ, ngư sản. Nặng hơn thì đâm chìm tàu và đã có trường hợp ngư dân thiệt mạng trong những vụ việc như vậy xảy ra những năm trước. Hà Nội đều cho phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phản đối, đòi bồi thường thiệt hại cho ngư dân, nhưng Bắc Kinh luôn luôn tảng lờ, coi việc ngư dân đến khai thác thủy sản ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa là bất hợp pháp. Họ cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sau trận hải chiến với lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tháng Giêng năm 1974. Dù vậy, dưới chính thể nào, chính quyền của Việt Nam vẫn tuyên bố quần đảo này là một phần lãnh thổ, có đầy đủ bằng chứng và lịch sử không thể tranh cãi. Nhưng lời lẽ của phát ngôn viên Phạm Thu Hằng ngày 2 tháng 10 gây gắt hơn thường lệ, nên giới chuyên gia theo dõi thời sự chính trị Việt Nam nhìn ra ngay cái sự bất bình thường ấy. Nhiều viên chức ngoại giao như Mỹ, Canada, Úc đều lên tiếng bán chính thức đả kích hành động bạo lực của lính Trung Quốc với ngư dân Việt Nam. Nhưng mạnh mẽ nhất, người ta thấy ông Eduardo Memano, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Phi Luật Tân, viết trong bản tuyên bố phổ biến trên mạng ngày thứ Sáu mùng 4 tháng 10. Chúng tôi mạnh mẽ lên án các hành động bạo lực và bất hợp pháp của lực lượng tuần biển Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam hành nghề gần quần đảo Hoàng Sa ngày 29 tháng 9 năm 2022 vụ tấn công phi lý làm 10 ngư dân bị thương và gây thiệt hại tài sản cho tàu của họ là hành vi đáng báo động vốn không có chỗ đứng trong quan hệ quốc tế. Bản tuyên bố của ông Ano viết thêm rằng chính phủ Phi đứng chung cùng với Việt Nam lên án hành động vô cùng nghiêm trọng của lính Trung Quốc vì những hành vi bạo lực tàn ác đó đối với ngư dân dân sự, trắng trợn, vi phạm luật lệ quốc tế, cũng như không tôn trọng phẩm giá con người. Tuy nhiên, nhận định qua một bài phân tích của tờ South China Morning Post ngày 9 tháng 10, ông Lê Hồng Hiệp, một phân tích gia tại Viện Nghiên cứu ISAS Yusuf Ishak Institute tại Singapore cho rằng lời phát biểu của ông Ano à, phản ảnh sự quan ngại của Phi là sự việc xảy ra cho ngư dân Việt Nam hôm nay cũng có thể xảy đến cho ngư dân Phi ngày mai ông hiệp nói thêm rằng hành động của vị cố vấn an ninh quốc gia phi sẽ không ảnh hưởng gì tác động gì đến chiến lược của hà nội trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển đông theo ông các người cầm đầu chế độ hà nội ưu tiên gìn giữ hòa bình và ổn định tại vùng biển tranh chấp hầu dồn sức phát triển kinh tế trong nước hà nội muốn giải quyết những chuyện xảy ra trên biển đông nhất là những vụ việc nhỏ một cách im lặng và thận trọng ông hiệp nói vậy và còn cho rằng Việt Nam rất thận trọng, tránh công khai kình chống Trung Quốc với sự yểm trợ của Phi Luật Tân và Hoa Kỳ. Trong cách đánh giá của Hà Nội, điều đó sẽ phản tác dụng và gây tổn hại cho chiến lược của họ về Biển Đông và đối phó với Trung Quốc. Lời ông Hiệp trên South China Morning Post Còn ông Bill Hayton, một chuyên viên về các vấn đề Việt Nam và Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chatham House, Anh Quốc, cho rằng Manila hy vọng việc công khai lên tiếng hậu thuẫn Việt Nam sẽ gia tăng cơ hội để Hà Nội hậu thuẫn Philippines trong những vụ việc tương tự sẽ khó lòng xảy ra. Ông tin rằng cả hai nước ASEAN láng giềng này có thể hợp tác với nhau để thúc đẩy các nước khác trong khối, cùng giữ lập trường chung về tranh chấp Biển Đông với khả năng hậu thuẫn ngầm của Indonesia và Malaysia. Tuần này, khối ASEAN họp cấp cao tại thủ đô nước Lào với sự có mặt của lãnh tụ hoặc đại diện các nước trong khu vực. Theo tin tức, hai vấn đề chắc chắn được nêu ra trong cuộc họp này là cuộc nội chiến tại Myanmar và vấn đề biển Đông. Người ta hy vọng các cuộc đàm phán cho một bộ quy tắc ứng xử (Cios) trên biển để tránh xung đột võ trang ở khu vực sẽ được thúc đẩy tiến hành nhanh hơn. Bao năm qua vẫn chỉ có những lời hứa hẹn với cam kết suông. Một số nhà phân tích còn cho rằng dù đạt được thỏa thuận mà không có ràng buộc pháp lý nó chẳng khác một tờ giấy vô giá trị bao nhiêu. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về ông Tô Lâm, được đánh giá từ giới phân tích quốc tế cho rằng là một người thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và thích hưởng thụ hay không. Dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho thấy, dự án của tập đoàn Trump Organization do ông Eric Trump, người con trai thứ ba của cựu tổng thống Donald Trump làm đại diện, có sự góp mặt của gia đình ông Tô Lâm và điều gì đang xảy ra khi đệ tử của cựu chủ tịch nước, nước tư sang về đầu quân cho cựu thủ tướng Ba Dũng, mà thực chất là núp bóng để kinh doanh cho tỉnh Hưng Yên? Phải chăng tàn quân của tư sang ông Đặng Thành Tâm nay đã quay xe về đầu quân cho cựu thủ tướng Ba Dũng, thông qua đàn em là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm? Trước chuyến công cán đến Hoa Kỳ để dự kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc tại New York cuối tháng 9 2024, Truyền thông quốc tế đã loan tin, tập đoàn Trump Organization sẽ đầu tư một dự án sân golf và khách sạn cao cấp trị giá khoảng 1,5 tỷ USD tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) vào ngày 8 tháng 10 xác nhận một thành viên của KBC, công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên, là đối tác với tập đoàn The Trump Organization nhằm phát triển dự án sân golf và khách sạn trị giá 1,5 tỷ USD ở tỉnh Hưng Yên, quê hương của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Reuters loan tin ngày 8 tháng 10 dẫn thông báo của KBC nhắc lại. Bản ghi nhớ được hai phía ký kết hồi cuối tháng 9, nhân chuyến đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Thông cáo nêu rõ dự án gồm hệ thống sân golf 54 lỗ, cùng với mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu dân cư hiện đại. Cũng theo Reuters, vào trung tuần tháng 9 vừa qua, đại diện của tập đoàn The Trump Organization đã đến Hưng Yên, gặp gỡ giới chức tỉnh này để thảo luận cơ hội đầu tư. Trang web của tỉnh Hưng Yên hôm 16 tháng 9 đăng bài cho biết ông Trần Quốc Văn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBNL tỉnh Hưng Yên vào cùng ngày đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn The Trump Organization theo đề xuất từ công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Trần Quốc Văn khẳng định, tỉnh Hưng Yên luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, tạo điều kiện về thủ tục hành chính để các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác phát triển tại tỉnh. Theo Reuters, các hoạt động kinh doanh sân golf và khách sạn là nguồn tiền chính của tập đoàn Trump. Việt Nam với dân số khoảng 100 triệu người hiện có khoảng 70 sân golf và khoảng 100.000 người chơi golf. Theo thống kê của Hiệp hội Golf Việt Nam, tuy nhiên trong chuyến công du mỹ vừa kể ông tô lâm đã gặp gỡ và hội đàm với tổng thống joe biden bên lề hội nghị nhưng hoàn toàn không có thông tin ông lâm tiếp xúc với cựu tổng thống donald trump dù rằng được biết ông donald trump vẫn đang có mặt tại new york trong thời điểm vừa kể mới nhất truyền thông nhà nước việt nam đồng loạt đưa tin the trump organization tập đoàn kinh doanh của gia đình cựu tổng thống donald trump sẽ đầu tư tổ hợp khách sạn sân Golf, khu dân cư khoảng 1,5 tỷ USB tại tỉnh Hưng Yên. Theo thông cáo của cả hai bên, lễ ký kết hợp tác giữa Trump Organization do ông Eric Trump đại diện và tập đoàn Hưng Yên, tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, do ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch KBC đại diện, đã diễn ra vào ngày 25 9 2020 tại New York, Mỹ, dưới sự chứng kiến của cựu tổng thống Donald Trump. Theo đó, tập đoàn Trump sẽ hợp tác cùng công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên, một công ty con của KBC. Ước tính quy mô dự án này khoảng 1,5 tỷ USD. Tập đoàn phát triển bất động sản Bắc City ngày 8 tháng 10 ra thông cáo cho biết, công ty con của họ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trump Organization để phát triển dự án sân golf và khách sạn cao cấp trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Hưng Yên quê hương Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Thông tin kể trên có liên quan gì đến các đánh giá của giới phân tích quốc tế cho rằng ông Tô Lâm là một người thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và thích hưởng thụ hay không? Dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho thấy dự án của tập đoàn Trump Organization do ông Eric Trump, người con trai thứ ba của cựu tổng thống Donald Trump làm đại diện, có sự góp mặt của gia đình ông Tô Lâm nhưng việc bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, người tháp tùng ông Lâm trong chuyến đi tới Mỹ, đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ. Cũng như việc lãnh đạo tỉnh Hưng Yên vào giữa tháng 9 tháng 2020 -20 -20 cho biết, đại diện của Trump Organization đã đến Hưng Yên để thảo luận về các cơ hội đầu tư. Được biết, em trai của ông Tô Lâm là ông Tô Dũng, là chủ của tập đoàn Xuân Cầu Holding, nổi tiếng với giá trị tài sản lên tới nhiều tỷ UNE. Đây được cho là một công ty gia đình, mà ông Tô Lâm là người đứng đằng sau đã tạo điều kiện trên nền tảng quyền lực của mình. Quan trọng hơn, đây là dự án của tập đoàn Hưng Yên, tức Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, KBC, của ông Đặng Thành Tâm, một nhân vật nổi tiếng. Ông Đặng Thành Tâm là em trai của bà Đặng Thị Hoàng Yến, là chủ nhân của trang website Quan Làm Báo, đã từng lừng danh một thời trong cuộc tranh hùng Ba Tư Đại Chiến, giai đoạn 2011-2013. Đây là cuộc đấu giữa hai địch thủ không đội trời chung. Đó là ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước và ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ. Hai chị em Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm đều là cựu đại biểu quốc hội khóa 13, đồng thời là đệ tử ruột của ông Tư Sang. Tuy nhiên sau đó, bà Yến đến tháng 5 2012 đã bị truất quyền đại biểu quốc hội do không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử. Cụ thể, bà Yến do đã không kê khai ngay vào đảng, không khai trong hồ sơ về người chồng là Jimmy Trần đang có lệnh truy nã. Còn đại biểu quốc hội ông Đặng Thành Tâm phải giả ốm sang Nhật để chữa bệnh để tránh sự truy đuổi của ông bà Dũng. Bà Đặng Thị Hoàng Yến sau đó đã nhập quốc tịch Mỹ và đổi tên thành Maya Dangelas. Đến năm 2022, bà Đặng Thị Hoàng Yến là nguyên đơn của ba vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam ở tòa trọng tài quốc tế. Đó là vụ kiện liên quan đến dự án đầu tư của tập đoàn Tân Tạo. Vào nhà máy nhiệt điện Kiên Lương. Vụ kiện chống lại quỹ buộc tập đoàn Tân Tạo phải khai phá sản của tòa án Việt Nam. Sự biến mất bí ẩn của cựu chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang cũng như việc ông Đặng Thành Tâm trong vai trò chủ tịch tập đoàn Hưng Yên, tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC), một đối tác của dự án với tập đoàn kinh doanh của gia đình cựu tổng thống Donald Trump tại tỉnh Hưng Yên. Theo giới quan sát. Phải chăng tàn quân của Tư Sang ông Đặng Thành Tâm nay đã về đầu quân cho cựu Thủ tướng Ba Dũng, thông qua đàn em là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Và thưa quý vị, trong lúc Tô Lâm đánh tập đoàn Phúc Sơn để hạ Võ Văn Thường, rồi đánh tiếp tập đoàn Thuận An để hạ Vương Đình Huệ, thì ở chiều ngược lại, phe quân đội cũng lôi tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng, em trai Tô Lâm, chuẩn bị đưa lên thớt Tuy nhiên, việc đánh vào Xuân Cầu sau đó bị lãng quên vì Tô Lâm đã thắng thế trên vũ đài chính trị. Khi Tô Lâm dùng bộ công an để đánh vào sân sau của các đối thủ nhằm giành lấy lợi thế chính trị, thì các phe khác cũng phản đòn với đường quyền giống hệt như vậy. Tuy nhiên, khi hai bên ra cùng một đòn giống nhau, thì bên nào ra đòn trước sẽ thắng. Tô Lâm ra đòn trước và đã thắng, còn quân đội chậm chân hơn nên bất lực. Giờ đây, Tô Lâm đã là Tổng Bí thư và Bí thư Quân ủy Trung ương, xem ra phe quân đội khó có điều kiện để moi thêm sai phạm của công ty Xuân Cầu. Có thể nói, sau ván cờ cân não, Tô Lâm đã cứu cho Xuân Cầu một mạng, đồng thời cũng là cứu lấy chính mình. Hiện nay, Tô Lâm đang thực hiện việc thanh lọc hệ thống, đặc biệt là trong ban bí thư. Đồng thời, ông cũng loại bỏ thành phần ngoài ekip quyền lực khỏi vũ đài chính trị và xây dựng thế lực Hưng Yên lớn mạnh. Qua đó, công ty Xuân Cầu của Tô Dũng cũng sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh trên thương trường. Vạn Thịnh Phát đã bị loại khỏi mâm kinh tài, ghê, nhưng điều đó không có nghĩa là nền kinh tế Việt Nam trong sạch hơn, mà chỉ là cách tranh giành miếng bánh kinh tế mà thôi. Vạn Thịnh Phát sụp đổ thì Xuân Cầu nổi lên thay thế và có khả năng sẽ bành trướng hơn. Trong thời gian dài, Vạn Thịnh Phát đã phát triển dựa trên các thế lực chính trị lớn. Khi các thế lực chính trị này hết thời, thì doanh nghiệp cũng bị thịt. Nền kinh tế Việt Nam là nơi phản ánh tình hình chính trị thượng tầng. Các thế lực cũ bị lật đổ và thế lực mới thay thế thì hệ thống kinh tài sân sau cũng chung số phận. Hiện Vingroup của Phạm Nhật Vượng vẫn được cả Bộ Công an bảo vệ và Ban tuyên giáo quảng bá. Điều này cho thấy Vingroup vẫn chưa đến hồi tàn. Tuy nhiên Xuân Cầu thì lại là thế lực đang lên. Rất có thể thời gian tới sẽ trở thành thế lực cạnh tranh với Vingroup. Có thể nói trên lĩnh vực kinh tế tô dũng đang từng bước trở thành ông chủ mới đảng cộng sản giờ đây đã phân phe tách nhóm rất mạnh mỗi phe phái đều có đằng sau một hệ thống sân sau để chiếm dụng tài nguyên đất nước để vơ vét sức dân làm giàu rồi đây tô lâm sẽ tiếp tục nhân danh sự trong sạch để đánh gục chân rết của các thế lực khác rồi cho tuyên giáo bơm thổi về một mục đích cao cả của tổng bí thư một khi đã nắm quyền lực tuyệt đối, đã xây dựng hệ sinh thái quyền lực vượt trội, Tô Lâm sẽ nuôi xuân cầu lớn mạnh không có điểm dừng. Đi kèm với sự lớn mạnh đó là những vấn nạn mà người dân phải chịu. Tương lai đất nước bị chiếm dụng, biến thành tài sản riêng, v.v. Ở các nước dân chủ, các doanh nghiệp lớn mạnh là tín hiệu đáng mừng. Bởi đa số họ là những doanh nghiệp chân chính, tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh. Còn với Việt Nam, sau khi một thế lực chính trị mới nổi lên thì đất nước lại chứng kiến những doanh nghiệp thánh gióng tuy nhiên hậu quả của loại hình kinh tế thân hữu này là một nước việt nam tụt hậu sự phát triển chỉ là những con số thống kê còn đời sống người dân thì vẫn cơ cực bế tắc tô lâm lên thay nguyễn phú trọng ông sẽ khiến đảng trở nên hỗn loạn hơn nền kinh tế việt nam vẫn sẽ bị nhuộm một màu đen của các thế lực chính trị hắc ám giấc mơ kinh tế thị trường đúng nghĩa với việt nam vì thế còn xa vời. Khi ông Tô Lâm nắm ngôi vua, những nhân vật hưng yên nào sẽ đổi đời? Tô Lâm chỉ mới lên tổng bí thư chưa lâu, nhưng đã thực hiện những bước đi dọn đường cho bản thân ông và thế lực hưng yên. Ngay khi vừa lên chức, ông đã trảm ngay bốn ủy viên trung ương đảng, trong đó có một phó thủ tướng, một bộ trưởng và hai bí thư tỉnh. Phó thủ tướng và một bí thư tỉnh thuộc phe thủ tướng, bộ trưởng là người của phe Hà Tĩnh việc chạm những nhân vật này giúp cho tô lâm thực hiện được hai mục đích thứ nhất là tạo chỗ trống để phe hưng yên có cơ hội thay thế thứ nhì là cắt vây cắt cánh các thế lực khác để kìm hãm những thế lực này lò dưới bàn tay tô lâm vẫn cháy mạnh lò này từng được ông trọng sử dụng cho mục đích thanh trừng phe phái và biến nó no thành thứ vũ khí lợi hại bảo vệ vị trí độc tôn của chủ lò đó là nguyên nhân khiến tô lâm phải giành bằng được quyền đốt lò để củng cố quyền lực cá nhân với lợi thế như vậy, chắc chắn Tô Lâm sẽ không từ bỏ di sản này của Tổng Trọng. Suốt 8 năm qua, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng đã dán nhãn cho cái lò này là để làm trong sạch Đảng. Thì nay, Tô Lâm sử dụng cái lò này cũng là cách tự phết cho mình một lớp mặt nạ cao cả. Tô Lâm lên ngôi, người đầu tiên được hưởng lợi là Vũ Hồng Văn, em họ của người vợ đầu của ông. Tiếp theo, sẽ có rất nhiều nhân vật được hưởng lợi từ thành quả của Tô Lâm. Tô Lâm sẽ ban phát ân sủng từ gia đình đến đồng hương, ắt hẳn, khó có ai lại không tranh thủ. Vậy những người dưới trướng Tô Lâm gồm những ai? Hiện nay, người hưng yên trong bộ chính trị chỉ có một, đó chính là ông Tô Lâm, một con số rất ít so với nhóm Nghệ An là hai người. Trước khi ông Vương Đình Huệ ngã ngựa thì Nghệ An có ba người. Tiếp theo là nhóm Hà Tĩnh, cũng có hai người trong bộ chính trị. Như vậy, trong thời gian tới, nhóm Hưng Yên ít nhất phải có thêm một người vào bộ chính trị, cho ngang bằng với các nhóm lớn khác. Người có khả năng vào bộ chính trị cao nhất là Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Tiếp theo là Nguyễn Duy Ngọc, chậm nhất là đến Đại hội 14, ông Ngọc sẽ vào bộ chính trị. Ngoài ra, hiện nay, Hưng Yên có ba ủy viên trung ương đảng khác là Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Hồng Thái, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1, và Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Chính trị đang ngày một trống, rất có thể, những nhân vật đang là ủy viên Trung ương Đảng gốc Hưng Yên sẽ được Tô Lâm thu xếp để vào Bộ Chính trị. Ngoài những ủy viên Trung ương Đảng trên, thì Hưng Yên có rất nhiều nhân vật có khả năng vào Trung ương Đảng khóa sau, có thể kể ra như Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông này từng dính đến đại án Việt Á cùng với Nguyễn Thanh Long, nhưng thoát tội vì là đồng hương với Tô Lâm. Phạm Thế Tùng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tô Lâm, Thượng tá Công an là con trai của ông Tô Lâm. Vũ Hồng Văn, Thiếu tướng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vơ. Và còn rất nhiều nhân vật khác đang xếp hàng chờ được vua họ Tô ban ân sủng. Ngoài những nhân vật gốc Hưng Yên, còn có Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, quê Tây Ninh. Ông này được cho là có quan hệ mang tính chất gia đình với Tô Lâm. Ông Quang có khả năng vào bộ chính trị trong thời gian tới Nguyễn Văn Long Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, quê ở Bắc Giang. Ông này cũng có quan hệ mang tính chất gia đình với Tô Lâm. Trên đây là những nhân vật có thể được điểm danh, có những nhân vật khác chưa nổi, vẫn đang xếp hàng chờ được ân sủng. Lò vẫn đang cháy, Tô Lâm sẽ tạo ra rất nhiều khoảng trống để phe Hưng Yên có thể vươn mình thống trị Ban Bí Thư, Bộ Công an và Chính phủ. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về những nghi vấn Tổng Bí thư Tô Lâm đang đưa Việt Nam rời xa đường lối của Đảng Cộng sản. Nếu không, thì tại sao trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 sáng 18 tháng 9 năm 2022 của Tổng Bí thư Tô Lâm không thấy bất cứ một câu nào về chủ nghĩa mác Lenin và chủ nghĩa xã hội? Theo tiến sĩ Lê Minh Nguyên đã đưa ra nhận xét trong bài phân tích, thấy gì qua bài diễn văn của ông Tô Lâm trong Hội nghị Trung ương 10 ngày 18 tháng 9 năm 2022? Theo tác giả, sớm hơn một tháng. Ngày 18 tháng 9, đảng CSVN họp thường kỳ Trung ương 10 trước khi ông Tô Lâm lên đường đi Mỹ để dự họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc Summit of the Future on 22-23 và có thể gặp riêng Tổng thống Biden ở New York. Ông Tô Lâm sẽ gặp đại diện các đại công ty Mỹ, trong đó có Google và Facebook. Sau đó ông đi Cuba. Tháng 10 ông đi Pháp. Nhìn chung, bài diễn văn của ông Tô Lâm ngắn hơn ít chủ tượng và ít giáo điều hơn là các bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Đầu bài, ông Lâm ca ngợi ông Trọng nhưng chỉ là cái chiêu dùng nó làm cái khiên để che chắn cho các việc làm và sự tiếp nối bất chính của ông. Hai điểm chính trong bài là kêu gọi đảng viên cố gắng hoàn tất các mục tiêu đã được đề ra trong nghị quyết của Đại hội 13 và chuẩn bị cho Đại hội 14 với hai chủ đề chính là văn kiện và nhân sự. Ông ta dùng hai mốc thời gian là 2030 và 2045 để đánh dấu 100 năm thành lập đảng và 100 năm cai trị Việt Nam. Ông gợi ý một số vấn đề cụ thể cho khóa 14 như đột phá về thể chế và phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Các điểm nhấn khác như phát triển lực lượng sản xuất mới thiên về chất xám cho thời đại thông tin, mà trong đó giao thông, kỹ thuật số và năng lượng được ưu tiên. Kế đến là làm tinh gọn bộ máy đảng và nhà nước, tàn quyền với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, chuyển đổi qua kinh tế số, môi trường xanh, tận dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ nguồn, và thu hẹp lại không gian trải. Ông Tô Lâm đi Trung Quốc giữa tháng 8, chỉ hai tuần sau khi ông nắm chức Tổng Bí Thư. Điều này cho thấy CSVN vẫn dựa vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ, nhưng ông cũng muốn tận dụng phương Tây cho việc phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật. Trung Quốc tiếp đón ông nồng nhiệt với thảm đỏ, súng thần công và gặp hầu hết các nhân vật chóc bu từ Tập Cận Bình đến Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, nhưng lại không cho truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Điều này cho thấy Trung Quốc muốn nhắn ông Tô Lâm rằng Tôi cho anh cơ hội, nhưng anh phải thể hiện, tức là anh phải làm gì trước khi tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh. Nó cho thấy là việc đi dây của ông Tô Lâm không dễ dàng. Xét về địa chính trị, thì Trung Quốc có lợi thế hơn Mỹ. Nhưng cũng xét về địa chính trị, Việt Nam là một quốc gia biển nên lợi thế của Trung Quốc chỉ có được khi Việt Nam là một nước nghèo. Việc ông Tô Lâm làm tổng bí thư chắc chắn sẽ có những thay đổi về chính trị và kinh tế sau đại hội 14. Bởi vì từ đây cho đến đại hội, ông chỉ có thể tập trung vào việc củng cố vị thế của ông trong nội bộ để chiến thắng vẻ vang trong đại hội. Chế độ cộng sản giáo điều sẽ biến dạng nhưng không phải qua dân chủ mà là qua dạng độc tài mọc đuôi phát xít. Cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ bị dụng trong một tương lai gần. Và thưa quý vị, trở lại với câu hỏi, Tổng Bí thư Tô Lâm đang đưa Việt Nam rời xa đường lối của Đảng Cộng sản hay không? Cho dù chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế khẳng định ông Tô Lâm sẽ rời Việt Nam để đến Hoa Kỳ ngày 21 tháng 9 để kịp phát biểu tại khóa họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 23 tháng 9, trái với các đồn đoán lạc quan. Khi cho rằng Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ trong dịp này. Nhưng khi giới quan sát mới đây đã đặt câu hỏi liệu Tổng thống Joe Biden có gặp mặt ông Tô Lâm hay không cũng có nghĩa là những đồn đoán lạc quan trước đó là không có căn cứ. Đây sẽ là chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị tổng bí thư, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ông Tô Lâm được cho là sẽ tới thăm Cuba, một đồng minh cộng sản trước khi kết thúc chuyến công du. Trong thời gian ở tại Hoa Kỳ, ông Tô Lâm sẽ có buổi tọa đàm tại trường Đại học Columbia, New York vào ngày 23 tháng 9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi của các sinh viên. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ gặp đại diện của một số tập đoàn công nghệ Mỹ, bao gồm Google và Meta là chủ sở hữu của mạng xã hội facebook theo giới quan sát các hoạt động vừa kể của ông tô lâm đã cho thấy khác xa với người tiền nhiệm cố tổng bí thư nguyễn phú trọng trong tư duy cũng như hành động tổng bí thư trọng được cho là không biết sử dụng thành thạo các thiết bị thông tin như smartphone hay computer đây là một trong những lý do đã khiến ông trọng vẫn giữ tư duy lạc hậu bảo thủ khi vẫn trung thành với học thuyết chủ nghĩa cộng sản mặc dù tổ bí thư trọng đã thừa nhận. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hiện diện ở Việt Nam hay chưa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ ngay sau khi hội nghị Trung ương 10 khóa 13 đã khai mạc sớm hơn thường lệ đối với các hội nghị Trung ương thường niên. Trong bối cảnh mâu thuẫn giữa phe công an và phe quân đội chưa được giải quyết ổn thỏa. Trong diễn văn khai mạc, ông Tô Lâm đã nói rõ Hội nghị trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến. Chúng ta sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính. Đã cho thấy tính chất phức tạp trong nội bộ đảng mà ông Tô Lâm sẽ phải giải quyết triệt đề và dứt điểm. Với lý do, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Tô Lâm đang có xu thế nghiêng về Hoa Kỳ và phương Tây, nhưng rời xa Bắc Kinh. Mà nguyên nhân mấu chốt là sự bất đồng của lãnh đạo hai nước về vấn đề về chủ quyền ở Biển Đông nơi Bắc Kinh đòi hỏi phần lớn chủ quyền, đã khiến Hà Nội không thể chấp nhận. Khả năng tới đây, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa về mặt quốc phòng với Hoa Kỳ để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc mới có thể bảo vệ được chủ quyền trên Biển Đông. Đáng chú ý, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 sáng 18 tháng 9 2020 của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không thấy bất cứ một dòng lý luận nào về chủ nghĩa Mark Lenin và chủ nghĩa xã hội như cố Tổng Bí Thư trọng trước đây. Điều đó cũng tương tự như trong phát biểu nhậm chức Tổng Bí Thư ngày 4 tháng 8, 2020. Boom. Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên đã không nhắc đến cụm từ chống Mỹ cứu nước. Trong phát biểu khai mạc của ông Tô Lâm khi nói về việc phân cấp, phân quyền đã cho rằng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát nhưng không hề nhắc tới vai trò của đảng và nhà nước như thường thấy trước đây chủ trương đường lối của đảng cộng sản việt nam là điều bất di bất dịch và là vấn đề hết sức nhạy cảm theo cương lĩnh và điều lệ chính thức hiện nay của đảng cộng sản việt nam đã khẳng định đảng lấy chủ nghĩa marx lenin và tư tưởng hồ chí minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động vậy tại sao trong thời gian gần đây ông tô lâm dường như bất chấp tất cả trong khi thế và lực của ông Tô Lâm cũng như phe cánh trong đảng không thực sự mạnh như người ta tưởng. Có những ý kiến quả quyết rằng ông Tô Lâm hiện nay đang ở trong tình thế cưỡi trên lưng cọp, muốn tụt xuống cũng không thể. Phải chăng tổng bí thư Tô Lâm với một quyết tâm của một chiến binh cảm tử, được làm vua thua chịu làm giặc, và tha một phút huy hoàng rồi chợt tắt để được sử sách sau này ghi danh. Theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nhà ngoại giao kỳ cựu nguyên đại sứ Việt Nam tại Hòa Lan trong bài viết Tô Lâm còn phải rào đón thầy cu đến bao giờ. Mở đầu bài viết, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng rào trước đó sau đã lẩy kiều, phải chăng muốn nói mà sợ lòng đau, muốn gieo mà sợ đất màu chẳng ưa, và cho rằng thơ phú dường như không hợp với Tô Đại Tướng. Nhưng rõ ràng, các diễn ngôn của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước gần đây cứ phải rào trước đón sau. Như vậy là sao? Đáng chú ý, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không dùng phương pháp cũ của người tiền nhiệm. Kết thúc bài viết dài trên 2.700 chữ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến di huấn của những bậc tiền bối. Khi tình hình đã thay đổi và chúng ta phải giải quyết các nhiệm vụ thuộc loại khác, thì không nên nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp của ngày hôm qua, cũng theo Lenin. Hay không bao giờ được lung lay trước những khó khăn, thử thách của cách mạng, theo Lê Duẩn. Cái hồn cốt nổi bật từ các di sản quý báu này Không dùng các phương pháp cũ của ngày hôm qua Để giải quyết nhiệm vụ thuộc loại khác của ngày hôm nay Khi sự lãnh đạo của đảng phải đối mặt với những vấn đề mới Những thách thức mới Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước nhận thức rất rõ ràng Không được áp dụng các cách làm cũ, lối mòn cũ Hoặc phương pháp đã quen thuộc Vì có thể chúng không còn phù hợp nữa Thay vào đó, cần có sự sáng tạo, linh hoạt và tìm ra cách tiếp cận mới mẻ hiện đại hơn để giải quyết vấn đề trước mắt. Và khi đã hạ quyết tâm như thế rồi, thì ý chí của những người trong cuộc không được phép lung lay trước mọi khó khăn và thử thách. Thiết tưởng không thể có diễn ngôn chính trị nào rõ ràng hơn khi hệ thống truyền thông trong nước nhất loạt đăng bài phong của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước để định hướng không chỉ cho cuộc họp Trung ương 10 trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 9. Nhiều khả năng là cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương trong 3 ngày này sẽ có nội dung về kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao và điều động một số cán bộ. Đồng thời, Trung ương Đảng cũng sẽ tập trung cho việc chuẩn bị cương lĩnh và phê duyệt quy hoạch nhân sự Đại hội Đảng 14 dự kiến diễn ra vào quý 1 2026. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam lần này liệu có tái diễn lại cái không gian, thời gian của Đại hội 6 năm 1986? Khi ông Trường Trinh lên làm Tổng Bí Thư, báo cáo chính trị trình Đại hội 6, tài liệu quan trọng nhất trong các văn kiện đã đưa xuống Đại hội Đảng Bộ các cấp. Qua phản ảnh từ dưới lên, nhiều ý kiến cho rằng nội dung chưa đáp ứng được tình hình thực tế đang diễn ra rất phức tạp, đòi hỏi phải có những đổi mới trong chủ trương, chính sách. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung ương mời Trường Trinh quyết định phải viết lại báo cáo chính trị trình Đại hội 6. Trong báo cáo đó, nội dung quan trọng nhất là phải đưa quan điểm và nội dung đổi mới kinh tế vào. Và thưa quý vị, theo tác giả, toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị Thế Volume 10 sáng 18 tháng 9 của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hà Nội ngắn gọn và xúc tích một cách bất ngờ. Chỉ lướt qua 1.800 chữ có thể nắm bắt được hai nội dung căn bản nhất của khóa họp 3 ngày. Thứ nhất, các công việc để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 Thứ hai, về công tác chuẩn bị đại hội 14 của Đảng gồm có 3 vấn đề. Các văn kiện trình đại hội, chuẩn bị nhân sự cho đại hội và công tác xây dựng Đảng. Đằng sau mỗi nội dung có thể nhìn thấy cả một núi công việc nhưng được trình bày khá logic và gọn ghẽ. Hy vọng, cả đảng viên lẫn người dân thường đều có thể nắm bắt. Đúng với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt như một tiêu đề được giật trên trang đại biểu nhân dân không đọc thấy bất cứ một dòng lý luận nào về chủ nghĩa mark lenin về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội một thứ chủ nghĩa xã hội mà chính cố tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng buộc phải thú nhận không biết đến cuối thế kỷ này có được nhìn thấy không nhưng tinh thần những việc cần làm ngay của tổng bí thư nguyễn văn linh thì đều toát lên sau mỗi câu mỗi chữ trong diễn văn khai mạc của ông tô lâm vấn đề là những việc nào cần làm ngay sự giải bay của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn chính thức của Đảng nói rõ, hội nghị Trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến, chúng ta sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính. Rồi nữa, hội nghị diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt, cơn bão số 3 gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản ở hầu hết các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong cảnh tăng thương và nóng bỏng như thế, Trung ương 10 sẽ nhìn về phía trước bằng cách nào? Hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể. Các tài liệu thảo luận tại hội nghị cũng được gửi trước một tuần để các các ủy viên trung ương có đủ thời gian nghiên cứu và chuẩn bị những ý kiến thật sắc đáng, phản ánh đúng thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình. Hướng về phía trước với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, hội nghị lần này liệu có kết nối được đại hội 14 vào mạch ngầm của Đại hội 6 cách đây 40 năm. Đặt vấn đề một cách rốt ráo, Tổng bí thư Tô Lâm có dám đưa nội dung quan trọng nhất đổi mới chính trị vào báo cáo chính trị của Đại hội tới. Và thưa quý vị, theo tác giả Đinh Hoàng Thắng đã đặt vấn đề từ chuyện xưa nói về chuyện này. Nhớ lại, tháng 12 năm 1998, khi trình quốc thư lên nữ hoàng Hà Lan, Queen Beatrix, để nhậm chức đại sứ, một phần nội dung hội kiến diễn ra xung quanh câu chuyện đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, tức tác giả tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, giọng Royalist English dịu dàng. Can one walk on one leg, Mr Ambassador? Con người ta có thể đi bằng một chân không, thưa ngài đại sứ. Hẳn nhiên đáp án trả lời đã được chuẩn bị trước và thông tin này chắc chắn đã được giải mật, declassified, nhưng nó vẫn đeo bám người kể chuyện suốt phần tư thế kỷ qua. Hy vọng vào một tương lai không xa. Tại chuyến thăm đang được tái thúc đẩy của nhà vua William Alexander với Hoàng hậu Maxima, Ngài sẽ chứng kiến người dân Việt Nam hạnh phúc khi được đi bằng hai chân, đúng như lời chúc của mẫu hậu nhà vua gửi đến những con dân đất Việt. Kể lại chuyện này với Thủ tướng Phan Văn Khải, khi thăm con đê Absolute Dyke ở Tây Bắc Hà Lan Ông Sáu lắc đầu. Cái sứ mình nó khổ thế đấy, đại sứ à. Chuyện xưa như trái đất, ai cũng biết. Quốc tế góp ý nhất cả tai. Nhưng thể chế vẫn y ra, không ai làm gì được. Cựu sinh viên Plekhanov giơ hai tay lên nền trời tím sẫm. Vùng đất thấp, nhưng có tầm nhìn cao, như một lời cầu cứu. Kể từ ngày ngồi vào ghế cửu trùng, ông Tô Lâm khá kiệm lời, nhưng mỗi lần đăng đàn, giới quan sát đều thấy lóe lên vài ba tia hy vọng. Trong diễn văn nhậm chức ngày 4 tháng 8 năm 2020, Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên đã không nhắc đến cụm từ chống Mỹ cứu nước. Giới quan sát cũng chú ý, tại hội thảo 40 năm về đổi mới ngoại giao, không thấy giới chuyên gia nhắc tới ngoại giao cây tre, vốn được suy tôn bao lâu nay. Giới phân tích chú ý tới các động thái này khi Việt Nam và Hoa Kỳ đang tương nhượng nhau liên quan đến việc Mỹ chưa công nhận Hà Nội có kinh tế thị trường và vào thời điểm ông Tô Lâm đang chuẩn bị qua Mỹ. Sau chuyến đi được cho là thành công của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Đó là nguyên nhân hội nghị trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến. Đó cũng là lý do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gấp rút thăm Trung Quốc sau khi vừa nhậm chức để kịp cho kỳ họp này và trước khi ông bay qua bên kia Tây bán cầu. Cuộc hội kiến với Tổng thống Biden đang chuẩn bị rời nhiệm sở cũng không hề đơn giản khi chưa biết từ sang năm bà harris hay ông trump ai sẽ là chủ nhân ngôi nhà trắng sức ép ngoại giao tới đây chắc không hề dễ chịu cho một thế giới vừa kết nối vừa phân mảnh và cạnh nhau nhau quyết liệt và thưa quý vị chương trình bình luận thời sự của ktv xin tạm dừng tại đây việt thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.